Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Love Music và tiếp tập 80 của phần 4 truyện thuyết ưng lĩnh chủ thôi nào. Tập 81, nội môn đệ tử. Trước khi đến phần chính của video hôm nay thì mình xin phép gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu bạn xem video này thấy hay thì bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta đến tập truyện hôm nay thôi nào. Khóe miệng lão giả râu bạc nhếch lên, ánh mắt nhìn quét chung quanh, xem ra ngươi lần này là thật sự có chỗ dựa đấy. Cứ việc đến đây đi, cứ mãi trốn tránh thì không thắng được ta. Ào ào ào, vô số gợn sóng lấy lão giả râu bạc làm trung tâm, lan đến mỗi một chỗ, uy lực cường đại đủ để nghiền nát các thủ đoạn phân thân ảo cảnh hư giới. Phải biết bình thường tân tấn thần linh cũng sẽ bị chấn động vỡ nát, càng đừng nói Đông Bá Tuyết Ưng này mới là tam trọng cảnh đỉnh phong hư giới phân thân mà thôi. Thực lực hư giới phân thân miễn cưỡng cũng chỉ chấn áp một thời đại, vẫn có chút chênh lệch với tân tấn thần linh. Lão giả râu bạc cầm thanh kiếm nhỏ màu đen, bình tĩnh chờ đợi Đông Bá Tuyết Ưng ra tay. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng ẩn thân hư giới, hắn chính là hư giới, hắn không ra tay, căn bản không phát hiện được tung tích hắn. Chỉ có ở lúc hắn ra tay mới có thể bại lộ. Đến rồi, mắt lão giả râu bạc đột nhiên sáng ngời, sau đó liền lộ ra sự nghi hoặc giật mình. Ở trong hư không hai nơi trước sau lão giả râu bạc phân biệt đâm ra một cây trường thương màu đen, tất cả đều mang theo cảnh tượng tinh tú bảy trường sụp đổ, uy thế làm người ta run sợ. Hai cây trường thương từ hai phương hướng đâm ra. Sao có thể? Hai cây trường thương này nhất định có một cái là giả, nhưng vì sao ở dưới lĩnh vực bí kỹ của ta chưa vỡ nát? Lão giả râu bạc rất kinh ngạc, điều này nói rõ, một cây trường thương giả dối kia ít nhất có thể ngạnh kháng được uy lực lĩnh vực bí kỹ của hắn. Kinh ngạc nữa, lão giả râu bạc cũng lập tức ra tay. Thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay hắn đột nhiên vạch, kiếm nhỏ màu đen biến mất vào hư không không thấy nữa. Một thanh kiếm nhỏ màu đen này hóa thành một gợn sóng rất không bắt mắt, nháy mắt càn quét qua hai phương hướng trái phải. Đang, phốc, một cây trường thương bị đỡ, một cây trường thương khác ở dưới gợn sóng của thanh kiếm nhỏ màu đen va chạm, lại bắt đầu vỡ nát. Chung quanh an tĩnh lại, Đông Bá Tuyết Ưng đã thu thương tiếp tục nấp ở trong hư giới, hắn giờ phút này lại lần nữa biến mất không dấu vết, khó có thể phát hiện tung tích hắn. Thế mà có ba phần uy lực, lão giả râu bạc nhìn quanh, than thở, hư giới chân ý của ngươi này mới tam trọng cảnh đỉnh phong, không ngờ một cái phân thân, thế mà có thể có ba thành thực lực của bản tôn. Thế này không tính là gì, một khi nắm giữ hư giới thần tâm, hư giới chân thân là có được thực lực như bản tôn. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở trong không gian trống trải này, bí kỹ kiếm thuật của tiền bối quả thật lợi hại, tinh thần vẫn diệt kích của ta tự hỏi tốc độ đã phi thường nhanh, hơn nữa là một trước một sau đột nhiên tập kích, thật giả khó phân biệt, tiền bối thế mà có thể trong nháy mắt đồng thời ngăn trở hai cây trường thương. Đông Bá Tuyết Ưng ở Hồng Trần Đảo 11 năm, phần lớn thời gian cần luyện thương tìm hiểu chân ý, bộ phận nhỏ thời gian đi nghiên cứu thương pháp bí kỹ, ở dưới thời gian tăng tốc gấp trăm lần, trên thực tế cũng là tiêu phí hơn 200 năm thời gian nghiên cứu, rốt cuộc sáng chế bộ thương pháp bí kỹ hoàn chỉnh này. Trong đó một chiêu là bí kỹ phụ trợ, ngưng chân. Thực cũng là hư, hư cũng là thực. Thực cũng là hư đó là thành tựu hư vô chi thể, là hư giới chân ý tam trọng cảnh. Hư cũng là thực, đó là có thể khiến một hư giới phân thân hoàn toàn phản chiếu bản tôn, ngưng tụ ra thân thể giống như đúc, có được thực lực tương tự. Thân thể này được gọi là hư giới chi thân, đây là hư giới thần tâm cảnh. Thời điểm chiến đấu, bản tôn ẩn nấp kẻ địch khó tìm tung tích, ra tay thì là hư giới chân thân, cực kỳ lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng, nay cảnh giới rất cao, lại quan sát ấn ký các tiền bối lưu lại trên đảo Hồng Trần, không ngừng tìm hiểu cân nhắc, cố gắng khiến hư giới phân thân có thể ngưng tụ trở thành chân thân. Cho tới bây giờ, một chiêu bí kỹ ngưng chân này xem như đạt đến mức tận cùng, bản tôn mình có thể ngưng thực hóa thành một thể với cảnh sắc trong hư giới, cũng có thể đem một phân thân phát huy ra ba thành thực lực của bản tôn. Tiền bối lại thử một chiêu này một chút. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng vang lên ở trong không gian trống trải. Vù, vù. Hai cây trường thương màu đen từ một phương hướng đồng thời đâm ra. Một lần này mỗi hai cây trường thương mơ hồ đều hiện ra cảnh tượng cực điểm xuyên thấu. Một cực điểm đó, tựa như khởi đầu của tất cả, kết thúc của tất cả. Hai cây trường thương xuất chiêu cực nhanh, hơn nữa vừa đâm ra, đã đâm vào hư không, biến mất ở trong phạm vi tầm mắt. Lão giả râu bạc mặt mang ý cười lại vung thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay. Kiếm nhỏ màu đen cũng biến mất ở trong hư vô. Hai cây trường thương, một thanh kiếm nhỏ đều xuyên qua ở một tầng diện khác, không ngừng va chạm. Một cây trường thương trong đó khi thì tiêu tán, khi thì lại ngưng tụ. Chờ lúc lại ngưng tụ, lại sẽ đột nhiên biến thành trường thương chân thật. Một cây trường thương khác thì là giả dối. Thật thật giả giả, khó có thể nhìn thấu. Phốc phốc phốc. Hai cây trường thương nhanh đến mức tận cùng, ở tầng diện năng lượng cấp độ sâu hơn điên cuồng xuất chiêu, kiếm nhỏ màu đen gian nan ngăn cản. Phốc. Một cây trường thương nháy mắt xuyên thấu phòng ngự, đâm vào ngực lão giả râu bạc, từ sau lưng hắn thò ra một đoạn mũi thương. Lúc này toàn bộ trường thương mới chính thức xuất hiện ở trong thế giới chân thật. Thật nhanh. Lão giả râu bạc giật mình nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.
kiếm của ngươi nhanh hơn, đáng tiếc kiếm của ngươi chỉ có một cây, trường thương của ta có hai cây. Đông Bá Tuyết ứng áo trắng từ trong hư giới đi ra, cũng thu hồi trường thương của mình, vậy mới may mắn thắng lợi. Thắng lợi không có may mắn. Thương thế ở ngực lão già râu bạc khôi phục, hắn lắc đầu nói, lúc ở tầng thứ 5, ngươi có thể lấy bụng phá sạo. Tầng thứ 6, ngươi thế mà lấy nhanh đấu nhanh, mau, ảo kết hợp chính diện đánh bại ta. Ta thua tâm phục khẩu phục. Đông Bá Tuyết ưng, ba loại chân ý của ngươi đều còn chưa đạt tới thần tâm cảnh, thế mà lại đạt tới ngưỡng cửa nội môn đệ tử, thật bội phục, bội phục, lúc ta ở siêu phàm, cũng xa không bằng ngươi. Tiền bối quá khen. Đông Bá Tuyết ưng vội nói. Được rồi, đi ra ngoài đi, ngươi đã thắng, thắng tầng thứ 6, ngươi đã là nội môn đệ tử. Lão giả râu bạc nói. Hắn thật sự rất bội phục Đông Bá Tuyết ưng. Bí kỹ không phải dễ sáng tạo như vậy. Mà Đông Bá Tuyết ưng lại sáng chế ra một bộ thương pháp bí kỹ, hơn nữa ở lúc sáng tạo, hiển nhiên càng cân nhắc phối hợp, thương chiêu phối hợp lẫn nhau, khiến uy lực đột nhiên tăng vọt. Trên đảo Hồng Trần, trong một lầu các lịch sự tao nhã, nam tử Hồng Thạch toàn thân áo bào hoa mỹ đi ra khỏi lầu các, mặt mang vẻ vui mừng, thế mà nhanh như vậy đã thành nội môn đệ tử. Đỉnh Nguyên Thiên Đằng cao ngất nguy nga xuyên thấu hai tầng thế giới, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi hiển hiện ra. Nàng cũng nhìn về phía Hồng Trần đảo xa xa, trong mắt có sự khó có thể tin, Đông Bá Tuyết ưng đã thành nội môn đệ tử. Các bạn thấy video này thế nào? Nhưng mà thấy hay thì để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng Love Music xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi.